Xin chào mọi người, hôm nay gia đình của Bằng đang ở Orange Outlet. Đây là một trong những cái nơi mà gia đình của Bằng rất là thích đi. Bởi vì ở đây nó là một cái outlet đó, nó bán đồ giảm giá. Và ở đây có những cái thương hiệu mà Bằng hay mua, nên là Bằng rất thích ở đây. Hầu như là cứ vài tháng tụi mình sẽ ghé đây một lần để mua đồ. Đặc biệt là ở đây có hai cái cửa hàng Bằng rất là thích là Adidas với Nike. Và ở đây họ thường sale lắm, lúc nào cũng sale 30, 40, 50% gì đó. Nên là cứ rảnh là tụi mình sẽ ghé đây để kiếm đồ mua. Bởi vì nếu mà mua một cái áo Nike mà nó chưa sale nó rất là mắc. Thường là nó cũng phải có giá từ 70 tới 80 đồng. Nhưng mà khi mà vô outlet nó lưu rành rồi là chỉ còn có mười mấy 20 đồng thôi. Ở đây nè, mọi người coi không? Rất là đông luôn á. Do là một năm nay là bị dịch bệnh nên là mọi người vẫn đeo khẩu trang và họ cũng hạn chế bớt cái việc đi qua cái outlet này á, chứ hồi trước là rất là đông luôn. Do là outlet nên là mấy cái cửa hàng nó sẽ nằm ở một cái dãy, nguyên một cái dãy nhà luôn, chứ nó không giống như những cái mall, nên là ở đây đi nó rất là nắng đó. Thường là đi ở đây là phải đem theo nón hoặc là có dù hay gì đó để che nắng bớt, bởi vì nó rất là nắng á mọi người. Đây có bán bắp nữa nè. Đây là những cái xe bán đồ ăn di động, bắp rang. Bây giờ là Bằng đang trên đường để đi qua bên cái cửa hàng Nike. Bởi vì lúc nãy là đã ghé qua cái cửa hàng Adidas rồi, bây giờ đi tiếp qua cửa hàng Nike để lựa. Đây là Van, một trong những cái thương hiệu dài rất là nổi tiếng. Đây phía trước là cửa hàng Nike nè mọi người. Ở đây thường thì có một số cửa hàng họ không có cho mình quay phim ở bên trong, nên là chỉ có thể đứng ở ngoài quay thôi. Cái máy là cái máy mua kẹo cho mấy đứa nít á, mấy đứa nít nó ghiền cái máy lắm nha. Còn ai muốn thử vận may, muốn kiếm một cái iPhone thì tới chỗ này. Đây cái máy này nè, giống như máy gấp thú vậy. Bỏ tiền ở đây gấp đồ đó. Không biết đồ này là đồ thiệt hay đồ giả, nhưng mà bữa Bằng cũng đã bị nó hại hết mấy đồng rồi đó. Chỗ này nít rất là thích chơi. Ai mà yêu âm nhạc thì đằng kia có một cái cửa hàng của Guitar Center mọi người. Đây là cái thương hiệu bán đồ âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ luôn. Đây, Nike đây. Bằng không biết là họ có cho quay không. Nếu cho quay thì Bằng quay, còn không cho quay thì Bằng sẽ máy bay mọi người. Đấy, quá trời đông. Hôm nay đâu có promotion gì đâu ha. Wow. Nike cũng sale 30%. Ok, bây giờ Bằng sẽ đi lựa đồ. Áo đẹp không? Quá đẹp. Coi giá trước đã. Đây là 30 đồng mọi người. Cái áo này 30 đồng, nó không có sale gì hết. 30 đồng cái áo này. Rất là mát luôn và rất là bền. Hầu như là mấy cái áo này Bằng mua được năm mấy 2 năm rồi đó. Áo này còn 15 đồng. Size M 15 đồng.
được 100 ớt nữa. Nha. Mà không có cái áo kiểu cỡ 3. Coi giá nha. Bao nhiêu? 55 đồng. Trời ơi. 55 đồng, cái áo này 55 đồng mọi người. Còn mắc quá. Cắt lại. No 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 no. No rồi. Nè. Giá vẫn còn cao quá. Trời ơi, dài nó sạch sẽ luôn. Anh nghĩ chắc nó sale 30% bữa giờ, 20% bữa giờ sao nó hết sạch rồi á. Mà mình không biết á. Đồ hết luôn nè. Là bằng đã tới trễ hơn mọi người rồi. Người ta đã mua sạch sẽ rồi. Dài cũng hết luôn. Dài mà cũng trống luôn mọi người. Ok, thôi đi ra. Dạ, thôi đi ra thôi. Đây là cái cửa hàng bán nhạc cụ của mọi người. Rất là nổi tiếng ở Mỹ luôn á. Nhưng mà giá nó hơi mắc. Mấy cái đồ nhạc cụ ở Mỹ này bán mắc lắm. Hồi trước bằng lúc mới qua chưa biết á, bằng cũng vô đi mua mắc. Nhưng mà sau này bằng biết là bằng mua ở mấy cái Eco Town á, nó rẻ hơn. Còn dưới mặt hả? À, đi lại ngay chỗ rạp phim có chỗ ngồi á. Đây là Buma. Cửa hàng Carrey. Buffalo Way. Why win? Mấy cái chỗ này là người Mỹ họ thích ở đây, họ ăn rồi họ coi football, coi mấy cái giải đấu mà trên TV mọi người. Bởi vì trong đây họ mở cái dàn TV lớn lắm. Ở đây là một ao quắn nè mọi người. Đây nè, ao quắn nè. Đó, một trong những nhân vật rất là cộm cán ở xứ Busa. Ao quắn á. Ăn quá đó. Đi đâu chơi mới đi có chút xíu là đòi ăn. Dơ áo, đụm lên. Đó. Đi đâu cũng vậy, mới vừa đi tí xíu thôi là nhấm mì. Ăn đi con, ăn đi, bảo ăn đâu. Đó. Lúc nào cũng phải đem bánh theo cho nó vậy đó. Gì nhăn mặt, ăn còn biểu cảm nữa hả? Gì vậy? Con làm gì vậy? Đó. Bà quay này lại ha, mười mấy năm sau bà cho con coi nha Ray. Nha. Món con lớn là cho con coi nha. Cho con coi hồi nhỏ của ra làm sao nha. Dạ đi. Trương bao. Trương nói sao? Hả? I love you. Nói ba nghe coi. Trương bao. Trương nói sao? Trương. Ok. Sao con lôi tóc vô chi vậy Rich?
Trời ơi, nghĩ lại mốt mười mấy năm nữa mở cho con coi nha. Lúc đó ba già mất tiêu rồi. Đúng rồi, con bay nhảy còn ba là ba già rồi. Hả? Mấy mốt mà con lớn rồi con có đưa ba đi chơi không? Lúc đó ba mẹ già, con lớn rồi con đưa ba mẹ đi chơi không? Giống giờ là ba mẹ đưa con đi chơi vậy nè. Dạ đi. Hứa nha. Pinky qua. Hứa đi. Bây giờ là gia đình của Bằng đang ngồi nghỉ mệt mọi người. Ở giữa cái outlet thì nắng quá chịu nổi. Đây mở cửa mà mở giờ ác ghê, mở 12 giờ trưa. Sau lưng này là cái rạp chiếu phim nè. Hả? Rạp chiếu phim. Thường mấy cái phim Việt Nam cũng hay có chiếu đây nữa đó. Rạp chiếu phim. Tại vì là mới vừa dịch bệnh xong á nên là mình thấy rạp chiếu phim vắng á, chứ mấy năm trước lúc mà Bằng lên đây á, bà đầy nhóc người luôn, họ đứng họ đợi để vô coi phim mọi người, bởi vì á, thường á, cuối tuần á họ vừa lên đây họ đi mua sắm rồi họ đi coi phim luôn, nên là ở đây họ đặt ngẹt rồi. Nhưng mà tiếc là mấy năm nay á, là dịch bệnh nó hoành hành nên là mấy cái outlet nó cũng vắng bớt, nên là giờ mình ngồi xung quanh thấy ai không thấy ai luôn, thấy không đó. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.